Vietinbank eFast có chức năng thu hộ học phí theo file, giúp nhà trường chủ động quản lý và theo dõi việc đóng học phí mà không cần thực hiện thủ công. Bước 1. Tải file dữ liệu thu hộ học phí lên Vietinbank eFast. Nhà trường đăng nhập efast.vietinbank.vn bằng user khởi tạo. Nhà trường vào mục Thu chi hộ và chọn thu hộ học phí. Để tải file dữ liệu thu hộ học phí lên Vietinbank eFast, tại mục Upload file thu hộ học phí, nhà trường chọn file cần tải lên và nhấn nút Open, sau đó ấn nút Tiếp tục. Lúc này màn hình hiện ra chi tiết dữ liệu đã được tải lên. Nhà trường kiểm tra lại dữ liệu và chuyển đến người có thẩm quyền phê duyệt. Hệ thống sẽ báo chuyển kiểm soát thành công. Bước 2. Phê duyệt, từ chối file dữ liệu thu hộ học phí trên eFast. Để phê duyệt, từ chối file dữ liệu thu hộ học phí trên eFast, nhà trường cần đăng nhập bằng user có thẩm quyền phê duyệt tại đường link efast.vietinbank.vn. Nhà trường vào mục duyệt giao dịch, chọn thu chi hộ và chọn tiếp thu hộ học phí. Sau đó, nhà trường nhấn tích chọn file cần phê duyệt, kiểm tra lại dữ liệu và nhấn phê duyệt từ chối. Nhà trường xác thực việc phê duyệt từ chối bằng mã OTP sinh ra trên ứng dụng hoặc mã ngẫu nhiên trên KeePass. Phụ huynh học sinh sau đó chỉ cần chuyển khoản học phí tại quầy hoặc trên kênh Internet Banking theo mã của trường đã nhập để thanh toán học phí. Trong trường hợp cần cập nhật, thay đổi file dữ liệu đã nhập trên Vietinbank eFast, nhà trường có thể thực hiện xóa dữ liệu khi file chưa được thanh toán. Trường hợp 1. Xóa file dữ liệu chưa được phê duyệt. Nhà trường đăng nhập efast.vietinbank.vn bằng user khởi tạo. Vào mục Thu chi hộ, chọn thu hộ học phí và chọn xóa file thu hộ học phí. Sau đó nhà trường nhập các thông tin cần tìm kiếm theo tên file, thời gian upload để tìm file cần xóa. Trên kết quả tìm kiếm trên màn hình, nhà trường chọn file cần xóa và chọn xóa. Hệ thống sẽ báo xóa dữ liệu thành công. Trường hợp 2. Xóa file dữ liệu đã được phê duyệt. Nếu file dữ liệu đã được phê duyệt, nhà trường vẫn thực hiện việc xóa file như trên. Sau đó, nhà trường đăng nhập efast.vietinbank.vn bằng user có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện việc phê duyệt, từ chối file được xóa. Nhà trường vào mục duyệt giao dịch, chọn thu chi hộ, thu hộ học phí và chọn xóa. Nhấn tích chọn vào file cần phê duyệt, kiểm tra dữ liệu và nhấn phê duyệt, từ chối. Cuối cùng xác thực giao dịch bằng phương thức shop OTP hoặc KeePass. Cách cập nhật trạng thái giao dịch thu hộ học phí trên eFast. Thực hiện lại hai bước dưới đây để cập nhật trạng thái giao dịch thu hộ học phí trên eFast. Bước 1. Cập nhật trạng thái giao dịch thu hộ học phí. Nhà trường đăng nhập vào efast.vietinbank.vn bằng user khởi tạo. Nhà trường vào mục Thu chi hộ, chọn thu hộ học phí và chọn tiếp cập nhật trạng thái thu hộ học phí. Nhập các thông tin cần tìm kiếm như mã học sinh, mã lớp, tên file, thời gian upload file. Trong danh sách các file trên màn hình, nhà trường chọn file cần tìm và nhấn tiếp tục. Chi tiết dữ liệu của file được chọn sẽ hiển thị. Nhà trường kiểm tra và chọn một hoặc nhiều hoặc tất cả các giao dịch cần cập nhật trạng thái, sau đó chuyển kiểm soát. Hệ thống sẽ báo chuyển kiểm soát thành công. Bước 2. Phê duyệt, từ chối cập nhật trạng thái giao dịch thu hộ học phí. Nhà trường đăng nhập efast.vietinbank.vn bằng user có thẩm quyền phê duyệt. Sau đó vào mục duyệt giao dịch, chọn thu chi hộ, thu hộ học phí và chọn cập nhật. Nhấn tích chọn file cần phê duyệt, kiểm tra lại dữ liệu và nhấn nút phê duyệt từ chối. Để hoàn tất việc phê duyệt từ chối, nhà trường xác thực giao dịch bằng phương thức shop OTP hoặc KeePass. Cách xuất báo cáo thu hộ học phí. Đề xuất báo cáo thu hộ học phí, nhà trường đăng nhập Vietinbank eFast bằng user khởi tạo. Vào mục Thu chi hộ, chọn thu hộ học phí và chọn báo cáo. Sau đó nhập các thông tin cần kiểm tra như mã học sinh, tên file, trạng thái và ngày và nhấn nút truy vấn. Hệ thống sẽ hiển thị báo cáo tình trạng đóng học phí của học sinh sinh viên. Nhờ vậy, nhà trường có thể quản lý việc thu học phí dễ dàng, tiết kiệm thời gian và công sức. Thanh toán học phí theo lô, giải pháp tài chính dành cho trường học từ Vietinbank. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.